Tập 23. Em biết ý anh nói là gì? Ai là người khác chứ? Chẳng phải anh chỉ anh Hà sao? Em đừng trách anh. Bây giờ em còn nhỏ, đợi sau này em lớn, trưởng thành rồi, em sẽ biết nỗi khổ tâm của anh. Chúng vì anh thực sự quá bận, không có thời gian ở bên em. Bây giờ thì tốt rồi, anh tốt nghiệp rồi, sau này ngày nào cũng đón em. Muốn ăn gì không? Anh mời em đi ăn. Em không ăn. Em cũng không cần anh tới đón em. Em chỉ muốn anh Hà đón em thôi. Đúng rồi, em phải nói cho anh biết, anh Hà không phải người khác, anh ấy là người em yêu. Em nói gì? Em thích anh ấy. Em muốn lấy anh ấy. Anh Hà, ý của anh là anh sẽ giúp tôi vay tiền? Đúng vậy. Thật ra tôi đã nói với giám đốc ngân hàng Diễn Đông rồi, nhưng không ngờ là có thêm chuyện. Anh trai anh lại tìm tôi nói không giao công trình này cho anh. Anh nói tôi nên nghe ai? Tất nhiên phải nghe tôi rồi, còn nghe ai nữa? Anh đang kinh doanh với tôi, không phải làm với anh tôi, đúng không? Được, có câu nói này của anh là được rồi. Đúng rồi, ngân hàng cho vay tiền có điều kiện. Điều kiện gì? Là phải chuyển tài khoản của anh đến ngân hàng của họ. Đây là thông lệ của ngân hàng, chỉ có vậy thôi. Chỉ đơn giản như vậy. Sau đó thì đóng con dấu của ngân hàng Lãnh Thị lên bản thỏa thuận là được. Con dấu thì chịu thua rồi, con dấu luôn do gia tôi giữ. Anh xem thử như vậy được không? Tôi lấy mạng ra thế chấp cho anh. Nhị thiếu gia, tôi có thể hiểu tâm trạng của anh. Anh như vậy đối phó với lưu manh thì được, nhưng không dùng được với ngân hàng Diễn Đông. Trước mắt đây là biện pháp duy nhất mà tôi nghĩ ra được, còn lại phải dựa vào anh rồi. Suy nghĩ đi. Cáo từ. Cơ sở phòng chống dịch của Lãnh Phong bị phá rồi, bản hiệu đã bị gỡ bỏ, Lãnh Phong cũng rời khỏi nơi đó rồi. Cơ sở phòng chống dịch bị dỡ bỏ rồi, Lãnh Phong sẽ không thể tiếp tục nghiên cứu vaccine được. Như vậy chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng gián tiếp. Đám ngu ngốc đó, tại sao chúng ta phải lấy được vaccine? Không có vaccine kìm hãm, chẳng phải dịch hành của chúng ta sẽ không có đối thủ sao? Cậu thì hiểu gì? Nếu không có vaccine, dịch hành cũng sẽ lây nhiễm qua chúng ta. Ông Uchida, sao giáo sư lại nổi giận vậy? Cơ sở phòng chống dịch của Lãnh Phong bị dỡ bỏ rồi, như vậy chúng ta cũng không có cơ hội lấy được vaccine Lãnh Phong nghiên cứu. Mọi chuyện không tệ như giáo sư nghĩ đâu. Cơ sở phòng chống dịch có tồn tại không? Quyền quyết định nằm trong tay của anh. Chỉ cần có dịch hành, cơ sở chống dịch lại được xây lại thôi. Vậy ý của anh là muốn tôi phát tán dịch hạch lần nữa? Cấp trên lệnh chúng ta thử nghiệm vũ khí sinh học lần cuối, sau đó lập tức sản xuất hàng loạt, chuẩn bị cho chiến tranh sắp tới. Cái gì? Bộ lục quân quyết định hành động rồi sao? Đúng vậy. Kế toán Bành, nhị thiếu gia đến rồi. Trễ vậy rồi còn chưa tan làm à? Mấy hôm trước có một khoản tiền quyên góp thuốc, tôi đang tính toán lại sổ sách. Vậy thì đúng lúc lắm, tôi có một hợp đồng cũng cần đóng dấu, chú đóng luôn giúp tôi đi. Chuyện này hội trưởng biết không? Không biết thì tôi có thể cầm tới sao? Đóng dấu đi. Còn dấu đều được hội trưởng đích thân giữ. Cậu xem tôi. Được rồi, được rồi, được rồi. Thư ký Bành,
Tôi cũng không lấy số tiền này ra ngoài làm gì hết. Tôi nói thẳng với chú, bây giờ các nhị tân vẫn còn nhiều người dân thậm chí không đủ tiền mua than, biết không? Tôi muốn đóng dấu trích khoản tiền này từ tiền nhà chúng ta để giúp người dân có than đốt. Sao? Chút chuyện này chú cũng không cho tôi làm, đúng không? Hội trưởng, nếu như có làm không, tôi lấy cho cậu xem thử. Chú Bành, không được nhúc nhích. Tôi khóa cửa. Hôm qua mới đón sinh nhật cùng cô, hôm nay cô cho tôi nghỉ dỗ à? Anh thực sự nghĩ chơi chút trò lãng mạn là giữa chúng ta có tình yêu rồi à? Tôi không phải lãnh tĩnh anh Hà. Vậy cô muốn một phát bắn chết tôi? Bây giờ tôi không bắn chết anh, sớm muộn gì anh cũng bắn chết tôi. Đây chính là quy tắc trò chơi giữa chúng ta. Được, tôi tuân thủ quy tắc trò chơi. Nổ súng đi. Nể tình giữa chúng ta có duyên, tôi có thể cho anh chọn một cách chết tôn nghiêm. Cô có thể một phát bắn chết tôi thì tôi rất có tôn nghiêm rồi. Được, vậy tôi tôn trọng lựa chọn của anh. Nhị thiếu gia, hình như trong phòng có người. Mời vào. Cửa không khóa. Thiếu gia Lãnh đến thật đúng lúc. Cô Mira cũng mới đến. Sao cô lại ở đây? Sao tôi lại không thể ở đây? Thiếu gia Lãnh, tôi thật hâm mộ anh, có được nhân viên tốt như vậy. Để giúp anh nhận được vụ kinh doanh này, không tiếc tự mình tới thăm hỏi. Đúng lúc ông chủ Lãnh cũng tới rồi. Càng cho thấy thực lực và quyết tâm của công ty chúng tôi muốn lấy được hạng mục này. Cô Mira, lúc nãy tôi đã nói với cô rồi, vấn đề không nằm ở tôi, mấu chốt phải xem nhị thiếu gia. Được rồi, được rồi, được rồi. Hôm nay tôi tới cũng vì chuyện này. Con dấu tôi lấy tới rồi. Ngày mai chúng ta mau chóng làm việc đi. Được, tôi rất bội phục hiệu suất làm việc của thiếu gia Lãnh. Chuyện này quyết định xong rồi, vậy phải đi chúc mừng thôi. Tôi nói cô biết, bắt đầu từ hôm nay, cô chính là người phụ nữ của lãnh động tôi. Nếu ở các nhĩ tân có ai dám bắt nạt cô cứ nhắc tên của tôi. Nhưng mà nếu cô dám giở trò sau lưng tôi, cô nên tự cẩn thận. Vậy từ hôm nay ba người chúng ta chính là người cùng thuyền rồi.
hai người di chuyển, tôi cũng di chuyển. Vậy chúc mừng chúng ta. Cạn ly. Nào, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Bán kẹo hồ lô đây. Bán kẹo hồ lô đây. Kẹo hồ lô đây. Chú ơi, kẹo hồ lô có ngọt không? Rất ngọt. Mua một xâu đi. Tụi con không có tiền. Không sao, chú không lấy tiền. Đây, đây, cầm đi. Cảm ơn chú. Cầm lấy. Cảm ơn chú. Ai cũng có, đây. Cầm chắc nhé. Còn ai muốn nữa? Đây, 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 cầm lấy. Ăn đi. Nhị thiếu gia, chúng ta đi đâu? Về nhà. Anh tôi cứu tôi phải về nhà thăm anh ấy. Anh sao vậy? Nhị thiếu gia, bây giờ anh nói chuyện rất kỳ lạ. Hay là như vậy, đợi sau khi về nhà, anh đánh tôi một trận để anh trút giận. Vẫn chưa ngủ à? Nghe nói trạm chống dịch của anh giải tán rồi. Có phải anh nên về nhà chăm sóc gia đình không? Các Nhĩ Tân bây giờ nguy hiểm cận kề. Đừng nghĩ tới các Nhĩ Tân nữa, nghĩ tới em nè. Còn có cha mẹ nữa, có phải anh cũng nên chăm sóc không? Anh cũng không phải người sắt. Anh cũng muốn nằm trên giường ngủ một giấc thật ngon. Nhưng bây giờ dịch bệnh ở các Nhĩ Tân lúc nào cũng có thể bùng phát, rất nguy hiểm. Trương Đại Pháo và Thị trưởng Tiền còn tranh đấu gay gắt vì lợi ích của bản thân. Em nói anh có thể không lo sao? Em mặc kệ, em chỉ quan tâm người trước mắt. Bây giờ anh phải thành thật ngủ với em một giấc. Làm gì với em? Ngủ đó. Em ngủ trước đi. Anh đi nói chuyện với lãnh động, lát nữa sẽ lên. Còn chưa nói chuyện với em nữa. Anh về rồi à?
Em về là muốn hỏi anh. Hà Tâm Quang nói với em là anh nói với anh ta không cho anh ta giao công trình đường sắt cho em, đúng không? Tới đây, ngồi xuống đã, phải không? Anh ta nói với em à? Anh còn là anh em sao? Chính bởi vì anh là anh trai em mới không thể nhìn em nhảy vào hố lửa. Ai nói với anh đó là hố lửa? Anh có thể đừng nhìn thấy em làm được chút chuyện rồi anh cảm thấy không vui không? Lãnh Động, em muốn gây dựng sự nghiệp, anh rất vui. Nhưng bây giờ các nhĩ tân rất loạn, không phải lúc. Hơn nữa gần đây nhà chúng ta liên tiếp xảy ra chuyện. Em cũng biết, em suốt ngày khoa trương ở bên ngoài, anh và cha rất lo cho em, nên cha mới thu hết quyền hạn của công ty lại, bao gồm rất nhiều việc đều giao cho Hinu làm, là muốn để em nghỉ lại, yên tâm dưỡng thương. Các người kêu em ở nhà cả ngày như vậy à? Em đường đường là đàn ông lại biến thành đàn bà. Ở trong nhà cả ngày em có thể làm được gì? Anh nói em nghe, em có thể làm được gì? Từ cảnh tỉnh bản thân, mặt khác cũng là để bảo vệ em. Cái gì? Anh nói cái gì? Bảo vệ em? Em nói anh biết, em không cần ai bảo vệ. Em đừng không biết điều. Em la hét cái gì? Cha vì chuyện của em mà lo lắng, mấy đêm không ngủ được. Ngồi tù một lần chưa đủ đúng không? Em ngồi tù, còn anh không ngồi hả? Anh ngồi tù xong có thể chạy ra ngoài cả ngày, sao em lại không được? Em hỏi anh, sao em lại không được? Chuyện chúng ta làm không giống nhau. Là không giống nhau. Chuyện anh làm đều là chuyện cứu nước cứu dân. Lãnh Động, em là người bình thường, chỉ có thể là vài chuyện giặt giảnh vô dụng thôi, đúng không? Em biết, em biết anh và cha đều coi thường em. Cha không tin em, anh cũng không tin em. Nhưng em nói anh biết, em nhất định sẽ làm một việc lớn để hai người coi trọng em. Được rồi, em đừng quậy nữa. Thả em ra. Thả em ra. Quay lại cho anh. Anh cho em biết, Lãnh Động, từ hôm nay em không được rời khỏi nhà nửa bước. Dưỡng thương cho tốt, nghe chưa? Anh có bản lĩnh thì anh bắn chết em đi. Thị trưởng Tiền, có chuyện gì anh cứ nói thẳng, cho tôi xem hai thứ này là có ý gì. Có ý gì? Đây là chỉ thị viết tay, đây là chữ lưu niệm trước đây của thiếu soái. Tôi đã so sánh hai nét chữ. Chỉ thị viết tay này là giả. Là giả? Tôi đã phái người đi bắt Lãnh Phong rồi. Còn phụ tá họ Lâm kia, anh xem mà giải quyết. Họ Lâm này lại to gan như vậy, dám làm giả chỉ thị viết tay của thiếu soái. Đội trưởng Hắc, vội vàng đi đâu vậy? Có chút gì. Thư ký giả là Lữ đoàn trưởng và thị trưởng có ở đây không? Có. Anh lên đi. Được. Thị trưởng, không hay rồi. Ở lều 36 lại phát hiện 12 người nhiễm dịch hành. Sao có thể được? Chẳng phải phòng thí nghiệm của Mitsui đã bị hủy rồi sao?
mới nhận được báo cáo. Không chỉ ở lều 36, những nơi khác, từng nơi cũng lần lượt phát hiện ra dịch hạch. Anh chắc chắn là dịch hạch không? Đa số là trẻ em 7-8 tuổi. Anh lập tức phái người phong tỏa nơi đó, khử trùng toàn diện, không ai được phép ra ngoài. Được, tôi biết rồi. Thị trưởng Tiền, tôi thấy anh phải mau chóng nghĩ cách làm sao để khống chế dịch hạch đi. Lữ đoàn trưởng Trương, lữ đoàn phòng thủ phụ trách an toàn ở Cáp Nhĩ Tân. Chuyện bùng phát dịch hạch không phải chuyện của một mình tôi. Tôi là bộ đội, chỉ có trách nhiệm phòng thủ. Khống chế dịch hạch nằm trong phạm vi trách nhiệm của anh. Bộ đội của tôi cũng chịu thôi. Có một người có thể làm được. Ai? Lãnh Phong. Chẳng phải anh vừa giải tán cơ sở chống dịch của họ sao? Chẳng phải lại bùng phát rồi à? Tôi không tin bọn họ có thể trị được dịch hạch. Cậu ta trị được thì tốt, nhưng không trị được thì cũng là trách nhiệm của cậu ta. Không phải thiếu soái tin tưởng cậu ta sao? Đến lúc đó chúng ta đẩy trách nhiệm lên người cậu ta thì không sao rồi. Đúng là thị trưởng Tiền sáng suốt. Chúng tôi dùng súng dùng pháo, đúng là không bằng mấy người làm chính trị các anh. Mời vào. Lão Lỗ, chuyện giả chỉ thị viết tay đã bị lộ rồi. Tôi đã nói sẽ xảy ra chuyện mà. Bây giờ sao rồi? Họ Lâm có khai ra anh không? Chuyện này không thể chủ quan. Tôi lập tức sắp xếp anh rời thành trong đêm để trốn đi. Không cần đâu, anh ta sẽ không bao giờ mở miệng được nữa. Lão gia, lão gia, lại xảy ra chuyện rồi. Lại sao nữa? Quân đội đến bắt đại thiếu gia. Bắt đại thiếu gia. Hội trưởng Lãnh, Lãnh Phong có nhà không? Lãnh Phong sao vậy? Chúng tôi chỉ truyền đạt mệnh lệnh cho cậu ấy. Thư ký giả, đây là ý gì? Lữ đoàn trưởng và thị trưởng mệnh lệnh cậu nhanh chóng trở về cơ sở phòng chống dịch làm gì? Xảy ra chuyện gì? Tới lúc cậu lập công rồi, lều 36 lại phát hiện dịch hạch. Lữ đoàn trưởng, phát hiện khi nào? Chúng tôi theo lệnh lữ đoàn trưởng tới bắt anh ta. Lúc thấy anh ta đã chết rồi. Trước đó có người tới không? Không rõ. Theo kiểm tra sơ bộ, anh ta bị súng của mình bắn chết. Tự sát. Anh Hà, lần này rất cảm ơn anh. Tôi muốn hỏi khi nào tôi có thể lấy được số tiền đó. 15 ngày. Tôi đang cần câu nói này của anh. Cảm ơn nhé. Đi thông thả. Về đi.
Lui lại, cho chúng tôi qua đi. Lui lại, không được ra ngoài. Quay về, cho chúng tôi qua đi. Không được, không được ra ngoài. Chúng tôi phải cho con khám bệnh. Lui lại, chúng tôi phải khám bệnh. Chúng tôi phải khám bệnh. Chúng tôi phải ra ngoài. Cứu con của chúng tôi. Đây là khu vực cấm, ai cũng không được ra ngoài. Vì sao không cho chúng tôi ra ngoài? Chúng tôi phải cho con khám bệnh. Đúng vậy, trẻ con ở đây sốt rất cao, rất có khả năng mắc dịch hạch. Nếu không đến bệnh viện sẽ không sống được. Phải cho chúng tôi ra ngoài, cho chúng tôi ra ngoài. Cho chúng tôi ra ngoài, cho chúng tôi ra ngoài. Vì sao không cho chúng tôi ra ngoài? Chúng tôi phải cho con khám bệnh. Đúng vậy. Quân y Lãnh tới rồi. Quân y Lãnh tới rồi. Cứu con của chúng tôi. Đứa nhỏ sắp không ổn rồi. Cứu đứa nhỏ đi, sốt cao lắm. Cứu đứa nhỏ đi. Mấy con có ăn trúng thứ gì không? Không ăn gì, chỉ ăn kẹo hồ lô, không ăn gì khác. Con nhà tôi cũng ăn. Con nhà tôi cũng ăn kẹo hồ lô. Kẹo hồ lô ở đâu ra? Có một chú cho đó. Không lấy tiền, không lấy tiền, chú cho đó. Con nhà tôi cũng ăn hai cái kẹo hồ lô. Giáo sư, trước mắt khu vực A có 13 ca nhiễm bệnh. Giáo sư, khu vực B có 7 ca nhiễm bệnh. Giáo sư, khu vực C có 8 ca nhiễm bệnh. Không có ca nào tử vong à? Trước mắt đều là giai đoạn đầu nhiễm bệnh, chưa phát hiện ca tử vong nào. Sao lại không có ca bệnh tử vong? Giáo sư, tôi thấy Lãnh Phong ở khu dịch bệnh. Thật sự là Lãnh Phong. Không sai, chính xác là hắn. Rất tốt. Quả nhiên Lãnh Phong xuất hiện rồi. Chẳng trách không có ca tử vong nào. Tại sao ông vui như vậy? Cậu nghĩ đi. Đợt dịch lần này, nếu không phát hiện ra ca tử vong nào, chứng tỏ Lãnh Phong đã tìm được cách xử lý dịch hạch. Đối với chúng ta mà nói, chẳng phải là tin tốt sao? Nhưng dịch hạch sẽ không có tác dụng. Chúng ta phải giải thích với quân Quan Đông ra sao? Nếu dù khi chúng ta nghiên cứu không thể làm hại kẻ địch, chẳng phải càng khó giải thích à? Bây giờ cũng coi như giải thích được rồi. Hino, con sao vậy? Con sao vậy? Không sao chứ? Sao con cứ buồn nôn? Mà nôn không được. Bữa sáng ăn trúng thứ gì rồi? Không có. Mấy hôm nay con đều như vậy. Mấy hôm nay đều bị như vậy. Mấy ngày rồi? 4-5 ngày rồi. 4-5 ngày đều như vậy. Hino, con có thai rồi. Mẹ là người từng trải, nhìn phát là biết liền. Lãnh gia chúng ta có cháu rồi. Thím Phạm, mau mau đỡ con bé về phòng, phải nghỉ ngơi nhiều. Mấy hôm nay con đừng làm việc nữa, đi đi. Mẹ con không sao, nghe lời, thật sự không sao mà, mau đi đi. Tôi phải đi nói với lão gia, Lãnh gia chúng ta sắp có cháu rồi. Lão gia, lão gia, nhà có chuyện vui rồi. Chuyện vui? Chuyện gì vui? Anh đó sắp làm ông nội rồi. Cái gì? Hino có tin vui rồi. Con bé có thai rồi. Vậy tức là sao anh không vui vậy? Vui thì vui, nhưng đứa bé này đến không đúng lúc. Sao lại không đúng lúc? Bây giờ người Nhật đang lầm le, hơn nữa các nhĩ tân sắp bùng phát dịch hạch rồi.
Sao rồi? Thành công rồi. 15 ngày nữa, chỉ cần ngân hàng chuyển tiền qua, tôi sẽ ký hợp đồng với Hà Tam Quan. Đến lúc đó, chỉ cần tôi xây dựng đường sắt, lãnh đạo tôi sẽ nở mày nở mặt. Hội trưởng Lãnh vừa mới gọi điện đến, nói tất cả mọi việc trong công ty buộc phải được ông ấy phê chuẩn. Anh tự ý chuyển tài khoản như vậy, không sợ ông ấy biết à? Được rồi, được rồi, được rồi. Người ta nói phụ nữ là mầm họa, tôi hy vọng cô là một ngoại lệ. Tôi nói cô biết, nếu cô dám phá hư chuyện của tôi, đừng trách tôi trở mặt. Tôi chỉ là một nhà thiết kế anh thuê. Chuyện nhà của anh tôi không quan tâm. Tôi phát hiện hình như trí nhớ của cô không tốt. Tôi nói rồi, cô là người phụ nữ của lãnh động tôi. Chuyện của tôi chính là chuyện của cô. Đợi xây xong đường sắt, tôi sẽ cưới cô về Lãnh gia. Đến lúc đó tôi xem còn ai dám nói chúng ta. Tôi nói anh biết, tôi chỉ là nhân viên của anh. Ngoài làm việc cho anh ra, tôi có tự do của tôi. Ngoài ra tôi muốn nhắc anh, anh đã không gửi lương cho tôi 2 tháng rồi. Xin lỗi Mira. Đây, đếm xem. Cảm ơn. Dư rồi. Đợi đã, lãnh động tôi thích người phụ nữ khác biệt như cô. Cô càng như vậy, tôi càng cảm thấy đáng yêu. Mira, tôi nói cô biết, lãnh động tôi chắc chắn sẽ cưới cô. Quân Quan Đông đột nhiên điều động quy mô lớn, có vẻ người Nhật sắp hành động rồi. Nhanh vậy à? Chúng ta biết bắt đầu từ năm ngoái, Bộ Tham mưu Lục quân của quân Nhật và Bộ quân Quan Đông tổ chức 4 lần hoạt động tham mưu ở 3 tỉnh Đông Bắc Trung Quốc. Nhưng căn cứ theo tình báo gần đây, hành động của bọn họ càng thường xuyên hơn. Vào tháng 6 năm nay, Bộ Tham mưu Lục quân và Bộ Lục quân tỉnh của Nhật tìm cách giải quyết vấn đề Mãn Châu Mông Cổ. Vào tháng 7, Lục quân Nhật đã bí mật chuyển pháo hạng nặng đến Vùng Thiên. Vẫn chưa hết, vào tháng 8, Nhật Bản công khai tuyên bố nếu muốn giải quyết triệt để vấn đề Mãn Châu Mông Cổ thì chỉ có thể dùng thủ đoạn mà họ yêu thích là dùng vũ lực. Tất cả những việc này có thể chứng minh người Nhật muốn ra tay. Muốn vận chuyển số vật tư lớn như vậy rời khỏi các nhĩ tân trong thời gian ngắn thật sự rất khó. Thật ra những điều này không quan trọng. Tôi nhận được lệnh của cấp trên, chúng ta phải cố gắng hết sức để phá hủy cơ sở thiết bị của Nhật ở các nhĩ tân, nhất là phòng thí nghiệm của Sakamoto. Đây mới là trọng điểm của chúng ta. Được. Cái gì? Tự sát? Phải. Không thể nào. Ý của anh là tôi nghi ngờ sẽ không bị người khác diệt khẩu chứ? Thị trưởng Tiền cho rằng ai dám ra tay giết phụ tá Lâm trong lữ đoàn phòng thủ của tôi. Đảng Cộng sản, anh nghi ngờ Lãnh Phong là Đảng Cộng sản? Tất cả đều có khả năng. Lãnh gia dám công khai khiêu khích người Nhật, gần đây cũng không để tôi và anh vào mắt. Nhất định là sau lưng có người hỗ trợ. Dám ra tay giết người dưới mí mắt của lữ đoàn trưởng anh đây,
không phải người Liên Xô, nhất định là đảng Cộng sản. Gần đây, tình thế của các nhĩ tân khó lường, người Nhật nhìn chằm chằm. Người Liên Xô kinh doanh ở đây nhiều năm, bọn họ chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Vào lúc này, đảng Cộng sản lại trà trộn vào, sợ là sau này anh và tôi khó mà sống yên. Lữ đoàn phòng thủ của ông đây tuyệt đối không cho phép có đảng Cộng sản. Lãnh Phong, tôi hỏi cậu một câu, cậu là đảng Cộng sản? Không phải. Bây giờ đã điều tra rõ ràng rồi, phụ tá Lâm là đảng Cộng sản. Anh ta dùng chỉ thị giết tay giả để cứu cậu. Cậu không phải đảng Cộng sản, vì sao anh ta phải cứu cậu? Có phải cậu giết phụ tá Lâm không? Phụ tá Lâm chết rồi. Sao anh ta chết? Nể tình cậu đang điều trị dịch hạch, tạm thời không truy cứu cậu. Nhưng nếu cậu thật sự là đảng Cộng sản, tôi tuyệt đối không tha cho cậu. Đi đi. Xử phạt của cậu đã bị hủy bỏ. Có phải anh giết phụ tá Lâm không? Anh ta chết vì tôi đúng không? Anh ta là đảng Cộng sản. Tại sao anh giết anh ta? Nếu anh ta sống thì cậu phải chết. Vậy tôi cũng không muốn tham sống sợ chết. Hiện tại các nhĩ tân cần cậu. Vậy nếu tôi chết thì sao? Vậy nếu tôi chết thì sao? Cậu không thể chết. Cậu và tôi giống nhau. Chỉ khi nào các nhĩ tân cần cậu chết mới có thể chết. Lãnh Phong, tôi nói cậu nghe, đến lúc cần thiết, có thể anh thất, anh ta sẽ đi trước cậu. Nhưng bây giờ chưa tới lúc đó, mà anh ta chỉ có thể đi trước một bước. Được rồi, bây giờ không nói những chuyện này. Dịch hạch hiện tại sao rồi? Lần này còn nghiêm trọng hơn trước đây. Rất nhiều khu vực phát hiện ra dịch hạch, nhưng mà đến hiện tại chúng ta vẫn chưa tìm ra nguồn truyền dịch của dịch hạch. Tổ chức vừa mới nhận được tình báo mới nhất. Gần đây quân Quan Đông được điều động thường xuyên, có thể muốn hành động quy mô lớn. Quân Quan Đông lúc này bùng phát dịch hạch chính là điềm báo chiến tranh. Điều tôi lo nhất là dịch hạch sẽ trở thành vũ khí chiến tranh. Nếu là vậy thì rất đáng sợ.
是苦。